Bốn câu đến từ bán chạy nhất Civic có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay trong video này nhé. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trâm Bận đến từ Civic, nhà phân phối chuyên cung cấp và tư vấn lắp đặt các thiết bị vệ sinh, nội thất phòng tắm hàng đầu toàn quốc. Trước mắt các bạn đây chính là chiếc bồn cầu đến từ thông minh DT006, một sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Với kích thước 684x404x470mm, tối ưu đặt tại các nơi có diện tích dù là hẹp nhất như phòng tắm chung cư, nhà ngõ với thiết kế sang trọng, hiện đại, sẽ tạo nên điểm nhấn sức hút cho không gian bố trí nội thất. Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, nhà sản xuất đã chu đáo trang bị thêm một chiếc ổ cắm thế hệ mới cho chiếc bồn cầu của mình. Logan DT006 sử dụng ổ cắm Ely ZRB an toàn hàng đầu thế giới, 100% không rò điện, chống giật an toàn, tiêu hao năng lượng ở mức điện thấp. Mặc dù phần sứ được bảo hành lên tới 12 năm, nhưng nhờ tính năng men nano kết hợp với công nghệ kháng khuẩn mà tuổi thọ sản phẩm còn cao hơn thế nữa. Áp dụng công nghệ men sứ nano, nung ở nhiệt độ 1280 độ C, đúc nguyên khối với lớp men dày 0,45 mm, chứa titan oxit đặc biệt kháng khuẩn, được chứng nhận SIIA của Nhật Bản nên các mảng bám dễ bị lấy đi, hạn chế sự chảy xước, mài mòn do việc cọ rửa quá nhiều, giữ bồn cầu luôn trắng sáng như mới, kể cả sau 7-10 năm sử dụng. Nắp bồn cầu được sản xuất từ công nghệ nhựa nguyên sinh ABS chịu lực tốt, kết hợp với công nghệ chống xước giúp hạn chế hư hỏng nắp khi sử dụng. Ngoài ra, bệ ngồi cũng được làm từ thành phần nhựa cao cấp, kết hợp với tính năng tự sưởi ấm chỗ ngồi, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng. Bệ ngồi với 4 cấp độ sưởi ấm từ 34 đến 40 độ C, phù hợp với mọi điều kiện khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là thời tiết lạnh lẽo ở mùa đông miền Bắc. Thêm nữa, các bạn không cần phải sử dụng tay để mở nắp bồn cầu, mà chỉ cần sử dụng nút bấm điều khiển hoặc chỉ mũi ngón chân để sử dụng nút mở. Tiêu chí hàng đầu để đánh giá một chiếc bồn cầu chất lượng đó chính là khả năng xả. Logan DT006 sử dụng hệ thống xả xoáy tự động Tornado, nước xả lốc xoáy 360 độ với tâm xả 305mm, mạnh mẽ quét sạch hết tất cả vết bẩn nhưng vẫn đảm bảo âm thanh êm dịu thoải mái. Ngoài ra, Logan DT006 được thiết kế với chế độ siêu tiết kiệm nước, chỉ 4 lít nước trên một lần xả. Điểm nổi bật trên các dòng sản phẩm bồn cầu điện tử thông minh chính là khả năng sấy rửa tự động. Với chế độ rửa, vòi rửa 3D inox 304 có khả năng dịch chuyển lên xuống, dễ dàng rửa sạch trước, sau và kết hợp thêm chế độ hỗ trợ xịt rửa, vệ sinh cho các chị em phụ nữ. Nước sẽ được làm nóng, nhanh chóng trong vòng 0,1 giây, kết hợp với khử khuẩn bằng tia cực tím, đảm bảo đầu ra nguồn nước luôn ấm áp, sạch sẽ. Bên cạnh đó, Logan DT006 còn có khả năng tháo rời và làm sạch vòi, ngăn ngừa sinh sôi vi khuẩn. Với chế độ sấy, quạt sấy tự động với 4 cấp độ nhiệt từ 35 đến 55 độ C, sấy tùy chỉnh giúp khô ráo làn da, loại bỏ mùi hôi tức thì. Đặc biệt, với bộ điều khiển cầm tay, bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh mọi chức năng, dừng, rửa sau, rửa trước, sấy nóng, xả nước, điều chỉnh lượng nước sang trái, phải, tăng giảm, vệ sinh vòi, massage, sấy gió, nhiệt độ nước một cách vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Tuy nhiên, ngay cả khi mất điện, bạn cũng có thể sử dụng nút xoay 360 độ bên tay phải để xả nước. Có quá nhiều tính năng ở sản phẩm bồn cầu điện tử thông minh DT006 phải không nào? Nhanh tay tới ngay showroom của Civic tại 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 170A Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội để được trải nghiệm và trực tiếp sử dụng sản phẩm đang gây sốt trong thời gian gần đây, hoặc gọi điện ngay tới số hotline 0888388838 của Civic để được hỗ trợ nhé.